Ông trời có mắt. Vợ ơi, anh về rồi đây. Gớm, lại chim với chóc. Làm việc mà được như vậy thì có phải vợ con được nhờ không? Thế anh có xin được việc gì làm không? Anh phải đi làm gì đi chứ? Giờ trông vào mấy cái đồng tiền thêu vải của em thì sao đủ được? Em tưởng học luật mà dễ xin được việc thế à? Ai chả biết học cái gì ra xin cái đó. Nhưng mà bây giờ kinh tế khó khăn, anh làm được việc gì thì làm đỡ cho vợ. Nói lắm thế nhỉ? Ý cô chê tôi vô tích sự chứ gì? Được rồi, để mai tôi ra bãi làm bốc vác cho cô vui nhé. Kiếm tiền thì có gì là khó, với sức tôi thì bốc vác kiếm cả triệu ấy chứ. Chẳng qua đây muốn làm công việc chuyên môn thôi. Thôi, tôi đi ra bãi đây. Anh cầm lấy nấm xôi này mà ăn sáng. À, anh để em đèo anh đi, chóc em lên thị trấn giao vải nữa. Thêm một vé cho cậu đây. Làm việc này hơi vất vả, nên làm được bao nhiêu thì làm. Em đừng coi thường anh, dù sao anh cũng là đàn ông, sức dài vai rộng. Ây chà, lực lượng khỏe mạnh thế này thì vác được cả tấn đấy. Vác ở tàu kia hả ông Sáu? Ừ, mỗi tải là một vé, mỗi vé là 10.000. Hết buổi đổi vé lấy tiền nhé, làm luôn thôi nhỉ. Mỗi vé được có 10.000 thôi à? Ít thế thôi á. Ở đây chỉ trả như thế thôi, mọi người vẫn làm đó. Cậu có làm thì làm luôn, còn không thì thôi, tôi còn nhiều việc. Làm thì làm. Ôi, á. À. Người mới à? Ừ, nhưng tôi khỏe lắm, yên tâm. Trời, nặng vậy cơ à. Cố lên vậy, kẻo về vợ nó lại khinh cho. Còn 30.000 nữa, ông không định đưa tôi sao? 13 vé mà. À, bữa đầu tiên nên tôi giữ chỗ đó làm tiền phí đặt cọc. Ông định ăn quỵt mồ hôi công sức của tôi sao? Chẳng phải ban đầu ông và tôi đã thỏa thuận một vé là 10.000. Giờ ông không trả đủ tiền thì tôi... Quy định là quy định, ở đây ai cũng vậy hết. Nếu muốn làm tiếp thì làm, không làm thì thôi, biết. Ông... Sao, định làm gì? Tôi không thèm làm chỗ của ông nữa. Cướp, cướp, giữ chúng lại. Sao anh không giữ tên cướp đó lại? Sao tôi phải giữ? Đáng đời ông, đồ trở mặt. Ông trời có mắt, ông cướp của người này thì người khác cướp của ông thôi. Ôi da, đau quá. Cướp, cướp. Này, đứng lại. Em có sao không? Em không sao. Nhưng cái xe bị cướp rồi. Cả tài sản của nhà mình. Thôi, chốc tôi với anh đi báo công an. Cái ngữ cướp giật ấy chẳng thể nào thoát lưới pháp luật được đâu. Giá mà tôi ngăn kịp tên cướp đó thì không có chuyện này xảy ra. Anh nói đúng, ông trời có mắt. Tất cả mọi việc đều có luật nhân quả cả. Ngày mai anh cứ tới làm việc, rồi tôi thanh toán tiền thiếu hôm nay một thể luôn. Bên phòng triển lãm đòi tăng giá mặt bằng lên gấp đôi. Những phòng triển lãm khác đều kín chỗ trong 2 tháng tới. Nhóm chúng ta đã hết sạch tiền. Tất cả đều đổ vào việc gia công sản phẩm trưng bày. Nếu không tổ chức được buổi triển lãm, công sức của cả nhóm sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đồ án về trang trí nội thất của chúng ta đều đạt loại ưu. Thầy giáo đã nói, chỉ cần những mẫu thiết kế này được giới thiệu rộng rãi tới công chúng, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư tìm tới. Phải xoay bằng được tiền để tổ chức triển lãm. Đúng, bằng mọi giá. Tớ có ý này.
Ý tưởng của các bạn rất tuyệt. Những bức tường màu trắng trong bệnh viện đúng là quá buồn tẻ đối với những bệnh nhi. Một không gian tươi sáng và sinh động chắc chắn sẽ có tác động tích cực đối với việc điều trị cho các em. Vâng ạ, nếu bác sĩ đã đồng ý, chúng cháu sẽ tiến hành phủ tranh lên tất cả những bức tường trong bệnh viện. Trước mắt là sẽ ngoài hành lang, sau đó sẽ là cầu thang, rồi trong các phòng bệnh ạ. Được, cứ như thế nhé. Nếu cần giúp đỡ gì, hãy gọi cho tôi. Cảm ơn các bạn trẻ rất nhiều. Các anh chị vẻ đẹp quá ạ. Lúc nào em cũng ước mơ được lạc vào thế giới cổ tích như thế này. Em cũng ước mơ sau này lớn lên sẽ làm họa sĩ đấy. Thế à, bao giờ khỏi tay em vẽ cùng các anh chị nhé. Em không biết có khỏi không nữa. Bác sĩ nói còn phải trị liệu rất lâu. Em cố gắng nhé. Nhất định em sẽ khỏi và sẽ trở thành họa sĩ đấy. Ý tưởng vẽ tranh trên tường bệnh viện của các bạn từ đâu mà có? Thưa các anh chị nhà báo, tất cả đều bắt đầu từ sự đồng cảm của chúng tôi. Niềm vui cho đi, niềm vui nhân lên, nỗi buồn được sẻ chia, nỗi buồn vơi đi vài phần. Chính vì suy nghĩ này khiến chúng tôi đã bắt tay vào việc phủ tranh cho những bức tường bệnh viện. Đúng vậy, bằng những bức tranh sinh động này, chúng tôi hy vọng các em nhỏ có thể vơi đi nỗi lo sợ bệnh viện và được tiếp thêm niềm vui, niềm hy vọng. Sắp tới, các bạn sẽ tiếp tục phủ tranh tới những bệnh viện khác trong thành phố chứ. Đó là mơ ước của chúng tôi. Nếu tài chính cho phép, chúng tôi còn muốn làm nhiều hơn việc chỉ phủ tranh trên tường. Ví dụ như ở đây, chúng ta có thể dựng một sân chơi với nhiều trò chơi thú vị cho các em nhỏ. Vâng, ý tưởng thì rất nhiều. Nhưng mà để thực hiện hóa ý tưởng, thì chúng tôi cần thêm nhiều sự hỗ trợ từ xã hội. Cậu đã tổng kết xong những số tiền chuyển qua tài khoản chưa? Còn Lan, số tiền mặt chúng ta nhận được là bao nhiêu? Đây, cậu xem nè. Từ sau khi lên TV kêu gọi các nhà tài trợ, đã có rất nhiều người ủng hộ chúng ta. Số tiền trong tài khoản vẫn đang tăng lên đây nè. Trong mơ mình cũng không nghĩ mọi việc lại dễ dàng thế này. Cách này của các cậu hiệu quả quá. Chúng ta phải gấp rút tổ chức triển lãm thôi. Coi như đây là thù lao cho công sức của cả nhóm chúng ta. Chừng nào tổ chức xong triển lãm, chúng mình sẽ quay lại, tiếp tục vẽ tranh lên các bức tường trong bệnh viện cho tụi nhỏ. Ừ, đúng rồi đấy. Đại học Mỹ thuật ứng dụng. Nè, tớ nhận được hai cuộc hẹn gặp rồi đấy. Các cậu thế nào? Bọn tớ mỗi người được một. Yeah! Vâng, tôi là Nam ạ. Bệnh viện ạ? Việc vẽ tranh trên tường. À, cái này phải đến tháng sau chúng tôi mới có thời gian trống. Có gì chúng tôi sẽ liên lạc lại sao ạ? Độ này bận quá, mấy cái hợp đồng chưa làm xong. Thế mà bao nhiêu bệnh viện cứ gọi tới nhờ mình tới vẽ tranh. Ừ, rắc rối thật đấy. Công việc đó chỉ là bàn đạp cho chúng mình thôi mà. Chừng nào xong việc thì mình mới tới bệnh viện được nhỉ? Nếu chúng mình đến vẽ ở bệnh viện này, sẽ lại có bệnh viện khác nhờ. Sẽ chẳng còn thời gian mà làm việc kiếm tiền. Tôi có một việc muốn nhờ các bạn. Về thù lao, tôi sẽ trả đúng như con số các bạn yêu cầu. Công việc cụ thể của chúng tôi là gì ạ? Hãy phủ tranh lên tất cả những bệnh viện nhi, khoa nhi trong thành phố này. Công việc đó... Không phải ngài cần người thiết kế nội thất sao? Tôi biết các bạn là những nhà thiết kế nội thất tài năng. Bố! Đây là... Con trai của tôi đó. Những bức tranh trong bệnh viện của các cậu đã khiến thằng bé cứng đầu này đồng ý trị liệu. Em sắp tự đi được rồi. Thật ra, thưa ngài, mục đích ban đầu của chúng tôi không phải... Tôi hiểu, chính tôi cũng đi lên từ hai bàn tay trắng. Các bạn cũng không thể hít không khí để làm nghệ thuật được. Tôi thấy hổ thẹn. Vâng, đúng vậy. Chúng tôi đã quá tham lam mà bỏ qua giao ước ban đầu. Chúng tôi sẽ đi phủ tranh ở các bệnh viện như đã hứa.
hoàn thành công việc đó xong, chúng tôi mới tiếp tục sự nghiệp của mình. Khá lắm các bạn trẻ, có tài và tâm nữa. Các bạn chắc chắn sẽ thành công. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.